Chào các bạn tin nhanh 24/7. Chi tiết Shimoto MV Agusta F4 tại Việt Nam. Về ngoại hình, MV Agusta F4 được thiết kế dựa theo triết lý khá đơn giản, thanh thoát và tinh tế. Thân xe không có quá nhiều đường cắt xẻ vuốt nhọn hay gấp khúc như những mẫu xe đương thời. Thay vào đó là những chi tiết đơn giản nhưng đầy tinh tế và mạnh mẽ. Ngoại thất của xe được sơn 3 màu gồm đỏ, trắng và sọc xanh quen thuộc. Tem nổi bật với khá nhiều logo AMG trên kính chắn gió hay hai bên hông. Nguyên nhân là sự xuất hiện do vào đầu năm 2015, hãng Mercedes đã sở hữu 25% cổ phần nhãn hiệu mô tô từ nước Ý. Thiết kế phần đầu xe không có nhiều nét dữ tợn như những mẫu mô tô thể thao cùng phân khúc. Thay vào đó là nét mềm mại thanh thoát từ tấm ốp đầu, kính chắn gió gọn gàng, cho hiệu quả cao khi đồng học khi núp gió. Trong khi đó chính giữa là cụm đèn pha hình quả chám đơn giản đi kèm với công nghệ chiếu sáng hiện đại. Toàn bộ phần khung xe được hàn bằng công nghệ tích thủ công. F4 RC được trang bị gấp đơn, mâm chín chấu, kích thước 17 inch sơn đen, giảm sóc hành trình ngược upside down Hollin Nis 30, chống bùng Pirelli. Trong khi đó giảm sóc bánh sau dạng monoshock Hollin TTX 36 có thể tùy chỉnh được độ cao hay độ nén của piston giảm chấn. Phần yên xe được thiết kế khá nhỏ, bọc da lộn cùng với những đường khâu tay tinh tế. Bình xăng và chỗ để chân được bố trí khá hợp lý, mang lại dáng ngồi thoải mái. Bảng đồng hồ của xe dạng điện tử hiển thị đầy đủ thông tin về tốc độ, vòng tua máy và nhiên liệu. Không giống như phần đầu, đơn giản và thanh thoát, ở phía sau MV Agusta F4 thể hiện những nét dữ dằn với thiết kế vuốt nhọn mạnh mẽ. Cụm đèn hậu được chia làm hai phần kết hợp với xi nhan và những khe gió hầm hố, nổi bật ở dưới là cụm ống xả nguyên bản được chia làm 4 đường xả ra ngoài, tương đương với 4 xi lanh xếp thẳng hàng. Trọng lượng của F4 RC chỉ dừng ở mức 175 kg, nhẹ hơn 15 kg so với một mẫu xe đua. Đó là con số ấn tượng. Toàn bộ ốc được sen xe được làm bằng titan, một số chi tiết carbon, piston trục khỉu, trục cam có trọng lượng nhẹ hơn như lốc mái làm bằng magie. Về sức mạnh, F4 RC được MV Agusta trang bị động cơ 4 xi lanh thẳng hàng có dung tích 998 phân khối, kết hợp với 4 ống xả tiêu chuẩn sinh ra công suất cực đại 205 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 2,5 giây. Trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống phanh đĩa đôi ở phía trước với đường kính 320mm, đĩa đường ở phía sau 210mm, cùng là phanh Revo M50 kết hợp với chống bó cứng ABS Boss cộng 9, kiểm soát lực kéo, kiểm soát chống bánh nâng ở phía sau. F4 RC được cung cấp 3 chế độ lái là Torino, Racing và Sport đi kèm với công nghệ sang số nhanh, Quick Shift, hỗ trợ tay lái góc cua hẹp đặc trưng tạo một mẫu mức cấp bay. Ngoài ra MV cũng không thể nào quên được trang bị tùy chỉnh ở custom cho phép người lái tự quyết định giới hạn và sức mạnh của xe, giúp có thể kiểm soát F4 RC một cách mượt mà nhất. Tại thị trường nước ngoài, MV Agusta F4 được sản xuất bởi số lượng 250 chiếc, có mức giá bán khoảng 46.000 USD. Còn tại Việt Nam, chiếc xe được bán ở mức giá 60.000 USD, tương đương với 1 tỷ 350 triệu đồng. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, hẹn gặp lại quý vị ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhé, subscribe.